có cái tình trạng đành hay lại với em, ghét em, không muốn chơi với em nữa, thậm chí nó còn đánh cả em nữa nha các cha mẹ. Chúng ta thường có một cái xu hướng là cứ đứa lớn là phải nhường đứa nhỏ, cứ đứa anh là phải nhường cho đứa em, cứ đứa chị là phải nhường cho đứa em. Điều đó không ok. Thế nên là các con cần phải được tôn trọng và công bằng. Vậy thì cái giải pháp đầu tiên là chúng ta phải giúp cho con của chúng ta có được cái sự tôn trọng và sự công bằng nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì đối với những em bé này? Ví dụ cái đứa này là đứa em, thường thì trong gia đình của chúng ta có hai đứa, thì đứa em nó rất hay được chiều, thì thường là mình có xu hướng mình dồn vào cho cái đứa út. Bởi vì đứa út thì mình nghĩ rằng là trời ơi, mình ít thời gian qua, nó còn nhỏ quá, nó chưa cầm được, nó chưa nắm được, nó chưa đi được, thì liên tục mình ôm ấp rồi mình dành thời gian cho nó quá nhiều. Thì cái đứa chị và đứa anh ấy, nó tự nhiên nó sẽ cảm giác thấy là gì, nó sẽ cảm giác đấy là trời ơi, từ khi có em đến nay là nó được bị bớt yêu đi, nó không được mẹ quan tâm nữa, nó không được mẹ dành thời gian cho nó nữa. Và từ khi mà nó có em á, thì cái thời gian mà mẹ dành cho nó ít đi hơn rất là nhiều. Và chính vì cái lẽ đó, thế nên là cái đứa trẻ, nhất là chị, nhất là anh, nó cảm giác cái tủi thân, nó cảm giác cái không được công bằng, nó cảm giác thế là ủa tại sao nó cũng là con, em cũng là con, mà suốt ngày mình phải nhường em, thì nó sẽ cảm giác thấy là không được công bằng, nó cảm giác là nó bớt được yêu đi. Đấy, nên là đôi khi á, nó mình lại còn bị cái tình trạng con phải nhường đồ chơi cho em nhé, con phải nhường cho em, tại sao con lại để cho em khóc như thế. Và chính những cái điều như thế thì nó sẽ cảm giác nó rất là tủi thân, và khi nó tủi thân như thế thì nó sẽ có cái tình trạng đành hay lại với em, ghét em, không muốn chơi với em nữa, thậm chí nó còn đánh cả em nữa nha các cha mẹ. Chúng ta phải đối xử công bằng với hai đứa bằng cách như sau. Bây giờ một cách rất đơn giản thôi này, trước mặt cái đứa lớn các cha mẹ phải rất tế nhị, đừng có cái tình trạng là quay ra ôm em quá nhiều và dẫn tới cái đứa chị, đứa anh nó bị bỏ rơi. Và chúng ta cũng chú ý cho mẹ cái điểm này một tí này, những cái đứa trẻ có con số 8, nhất là đứa chị, đứa anh ấy, vốn dĩ con số 8 nó không phải là đứa trẻ ướt át. Thế nên nó không thích cha mẹ ướt át với nó, và điều đó nó cũng cực ghét cha mẹ ướt át đối với em của nó. Vậy thì khi mà đồng hành với những đứa trẻ số 8, chúng ta đừng có ngọt ngào quá, chúng ta đừng có ướt át quá, chúng ta đừng có kiểu như là mẹ hãy nói cái từ ướt át, không biết là các cha mẹ có hiểu không? Ví dụ, ôi trời ơi, trục trưng mẹ trai mẹ yêu, cái nào mẹ thương, cái nào đó kiểu như thế. Ôi trời, con gái của mẹ hôm nay sao tuyệt vời thế, mẹ yêu quá, mẹ thương quá, kiểu như là ướt át đó. Nó không thích đâu nha. Và đôi khi chúng ta càng ôm nó nhiều thì nó lại càng đẩy ra. Vì cái đứa trẻ số 8 vốn dĩ nó rất là khô khan. Vậy thì chúng ta yêu nó theo cái cách như thế này, chỉ cần là nhẹ nhàng thôi, một cách rất tinh tế thôi, như thế này, xoa đầu nó cái thôi. Hay là ghi nhận nó là sao con làm cái này giỏi thế. Nhưng đừng có kiểu ôm nó xong ướt át giống như cái đứa trẻ số 2, số 9 là không được nha. Mẹ cảnh báo cho chúng ta trước điều đấy đi nhá. Mẹ cảnh báo trước đấy. Nên là chúng ta không hiểu con của chúng ta là chúng ta lại càng làm cho con của chúng ta gặp vấn đề. Nên là nhiều các chuyên gia đi tư vấn cho các cha mẹ, bảo với các cha mẹ là chị ơi, chị về nhà chị phải ôm con chị nhiều vào, nói ái ngữ nhiều vào, chia sẻ tình cảm nhiều vào nhá. Nhưng sai lầm đấy. Cái điều đó là chỉ phù hợp với những cái đứa trẻ số 2, số 8 thôi, hoặc những đứa trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi thôi thì được. Nhưng mà những cái đứa trẻ từ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mà các cha mẹ càng thể hiện điều đó thì nó càng sợ, nó càng rùng mình luôn, nó càng muốn tránh xa luôn nha các cha mẹ. Thế nên là thôi các cha mẹ hiểu được, và mẹ cảnh báo cho chúng ta tất cả những cái điều này để chúng ta biết và đồng hành với con yêu của mình ha. Đấy, thế thì hiểu được như vậy để chúng ta biết. Thế thì đấy là cái giải pháp đầu tiên. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho mẹ như sau này. Khi chúng ta mua một cái món đồ chơi gì về cho con thì chúng ta hãy giúp cho mẹ như thế này. Hãy ưu tiên đưa cho đứa anh và đứa chị trước, đưa cho đứa em sau. Để đứa chị, đứa anh nó thông qua cái cách mà mình giao tiếp, thông qua cái cách mà mình chia sẻ đồ chơi hoặc mua đồ, thì nó hiểu là mẹ đang ưu ái cho mình. Để ít nhất là nó được cảm nhận được một cái kiểu như là mẹ cũng quan tâm đến mình đầu tiên chứ không phải em. Tức là để nó bớt đi cái sự là sao cái gì mẹ cũng ưu tiên cho em đấy nhỉ. Cái này là chỉ là hành vi để giúp cho bớt đi thôi nha các cha mẹ, hiểu chưa ạ? Các cha mẹ hiểu không nào? Đấy nhá. Thế thì hãy đưa ưu tiên món đồ chơi, chẳng hạn mình mua hai cái áo hay mua cái quần chẳng hạn Tết rồi đây này, mua cho con hai đôi giày, thì mình về mình luôn gọi cái đứa chị ra trước, mình đưa cho đứa chị trước, sau đó đưa cái món quà đấy cho đứa em trước mặt đứa chị, trước mặt đứa anh cho mẹ hệ. Cứ đưa như thế, có thể nó không có tác dụng gì quá đâu, nhưng ít nhất trong thâm tâm của đứa trẻ số 8 ấy, hoặc là những cái đứa trẻ chị anh ấy, thì nó đều hiểu được một điều là gì, mẹ cũng vẫn quan tâm đến mình, mẹ vẫn yêu thương đến mình, chứ không phải là cái gì mẹ cũng chăm cho đứa em trước. Nên là chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Rồi tiếp theo này, khi mà chúng ta đi ngủ á, thì chúng ta để đứa em ở bên phải, đứa chị ở bên phải, đúng không? Chúng ta sẽ làm cho mẹ trước khi đi ngủ cũng ưu tiên
ôm đứa anh đứa chị chưa? Ví dụ mình quay sang mình ở mẹ chúc con trai của mẹ ngủ ngon nhá, hôn lên trán nó cái, hay là quay sang nói là ở mẹ yêu anh cái nào, mẹ yêu chị cái nào, chúc con ngủ ngon nhá, rồi quay sang yêu đứa em. Nói chung là trong mọi vấn đề hãy luôn ưu tiên cho mẹ hệ cái việc là ôm đứa anh rồi mới tới đứa em, đưa quà cho đứa anh rồi mới tới đứa em, được không ạ? Hãy làm cho mẹ cái điều đó. Rồi khi phân công việc nhà này, giúp cho mẹ cái điều này. Khi mình phân công việc nhà này, thì mình cũng phải chia đều. Mình sẽ nói như thế này giúp cho mẹ này: anh thì làm việc lớn, anh thì làm nhiều hơn một chút, em nhỏ cũng phải làm. Mẹ là người rất công bằng, anh lớn thì làm việc lớn, em nhỏ thì làm việc nhỏ, nhưng với mẹ hai anh em làm như nhau, ai cũng phải làm. Bởi vì rửa bát là công việc của người có ăn, lau dọn nhà là công việc của người có ở. Ví dụ anh lớn thì anh làm 24/6 chủ nhật, còn em nhỏ thì em làm 3/5/7, ít hơn một chút đấy. Nhưng mà với mẹ thì đều công bằng. Cũng giống như mẹ này, mẹ lớn thì mẹ phải làm nhiều việc hơn các con rất là nhiều. Ngày nào mẹ cũng phải đi làm kiếm tiền, ngày nào mẹ cũng phải chia sẻ để mẹ có trách nhiệm với các con, bởi vì đấy là trách nhiệm của mẹ rồi. Mẹ phải nuôi nấng các con đúng không? Mẹ phải chăm sóc, mẹ yêu thương các con, đấy là trách nhiệm của mẹ. Nhưng mà các con ăn, các con phải có trách nhiệm rửa bát, thì mẹ là rất công bằng nha. Hãy nói là dùng cho mẹ hệ được không ạ? Luôn nói cái từ công bằng đó ra khỏi miệng của mình. Các cha mẹ đừng có ỉm ỉm ở trong lòng, tức là mình làm thôi để mình tự hiểu, và cái đứa trẻ của mình nó không được nghe, thế là không được nhá.